Tử vi năm 2021, tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, Nam Mạng. Thứ nhất, tổng quan năm 2021. Nam Mạng sinh năm 1994, tuổi Giáp Tuất, tức tuổi con chó, thường gọi là thủ thân chi cầu, tức chó giữ mình, mệnh Sơn đầu hỏa nghĩa là lửa trên núi, sao chiếu mệnh gặp sao la hầu, vận hạn, hạn tam kheo, vận niên, cầu cuồng phong, thái tuế năm 2021, phạm hình thái tuế, tam tai năm 2021, không phạm hạn tam tai, tuổi kim lâu năm 2021, phạm kim lâu thân, hạn hoang ốc năm 2021, không phạm hạn hoang ốc. Thứ hai, Sao chiếu mệnh tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nam mạng trong năm 2021. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nam mạng trong năm 2021 gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu hay còn gọi là Khẩu Thiệt Tinh là một trong chín cửu rượu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Sao này tác họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch người bị sao la hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc đa sầu đa cảm bệnh tật khẩu thiệt thị phi nghĩa là sau này chủ mồm miệng dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có ngoài ra người gặp sau này cũng cần lưu ý các bệnh về máu tai mắt Người nào mệnh kim và mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc hành kim, đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên may, làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng được bình an. Đối với đàn ông gặp sao này thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tốn tiền của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bổ bịch, bài bạc, bê tha, bia rượu, gia đạo mâu thuẫn vẫn bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng cãi vã, sinh ra buồn bực, muộn phiền. Sâu chuỗi lại vấn đề ta thấy rằng gặp sao la hầu chiếu mệnh nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp, cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu bị hiểu lầm, nghi ngờ khó giải trình để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Thứ ba Vận hạn tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, Nam Mạng trong năm 2021 Quý bạn tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, Nam Mạng, trong năm 2021 gặp hạn Tam Kheo. Hạn Tam Kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn Tam Kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do sâu sát ngoài ra hạn tam kheo cũng nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân xương khớp người xưa dùng câu tam kheo thống nhãn thương thủ túc để mô tả tất cả những việc mà người gặp hạn tam kheo phải gánh chịu trong vòng một năm về sức khỏe những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân những tuổi gặp năm hạn tam kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực đau mắt cận thị. Một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, tay chân hoặc bị té ngã, dẫn đến tay chân bị thương tích. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc, nếu không rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống của bạn. Những cách giải hạn tam kheo có thể kể đến như sau. Thứ nhất, nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc lương thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những hoạt động từ thiện giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công danh. Có thể nói đây được coi là cách giải hạn tam kheo nói riêng cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Những bạn làm công việc liên quan đến cơ khí, hàn gắn thì cần phải trang bị bảo hộ đầy đủ, kỹ càng. Khi làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ lớn thì cần nghỉ ngơi phù hợp. Thứ ba, Vận dụng cách giải hạn tam kheo, việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân, ngoài ra nên vận động thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Thứ tư, đối với các vấn đề thị lực, miệng tiếng, châm biếm đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt, không nên chấp vặt, thù dai. Để bụng, để tinh thần chất chứa những điều không vui, hãy coi như họ nói đùa mà thôi. Thứ tư, hạn thái tuế. Trong năm 2021 có 5 con giáp phạm hạn thái tuế, đó là tuổi sửu, mùi, Thìn, Ngọ, Tuất. Như vậy trong năm 2021 thì tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 Nam Mạng, Phạm Hạn Thái Tuế, Hình Thái Tuế, bản mệnh cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Thứ năm, Hạn Tam Tai Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi người, tam có nghĩa là ba số ba thứ ba còn tai có nghĩa là tai họa họa hại và trong một đời người cứ như vậy sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai bản mệnh tuổi thân tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi bản mệnh tuổi giáp tuất theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai nhâm thân quý dậu giáp tuất giáp thân ất dậu bính tuất bính thân đinh dậu mậu tuất mậu thân kỷ dậu canh tuất canh thân tân dậu nhâm tuất như vậy trong năm 2021, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nam mạng không phạm hạn tam tai. Để kích hoạt mở cung tài lộc, trong năm 2021, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để khai vận tài lộc luôn đem lại may mắn. Thứ 6. Hạn kim lâu Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng, đó là kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam, khi xem làm nhà phải năm kim lâu. Thứ hai là kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ tư là kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1 3 6 8 thị kim lâu, tức tuổi âm chia cho số 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2021, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, Nam Mạng là 28 tuổi, phạm tuổi Kim Lâu, Kim Lâu Thân. Thứ bảy Hạn hoang ốc Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn cuộc sống sau này nghèo túng làm ăn khó phát sức khỏe quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu, cụ thể như sau, các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài là 3 cung tốt cung tam địa sát ngũ thọ tử và lục hoang ốc là ba cung xấu theo quan niệm dân gian nếu vào các năm phạm lục hoang ốc tam địa sát và ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó đúc kết theo cách tính dân gian đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc thọ tử hoặc tam địa sát Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2021, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 Nam Mạng là 28 tuổi âm không phạm hạn tuổi hoang ốc. Thứ 8. Vận niên năm 2021. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 Nam Mạng trong năm 2021 gặp vận niên cầu cuồng phong cẩu cuồng phong là hình tượng chó bị gió độc điều này báo hiệu một năm không may mắn nhiều đối với bản mệnh nhưng nếu biết kiên nhẫn và khéo léo chờ thời thì vẫn chuyển bại thành thắng không khó gì ngoài ra trong năm nay sức khỏe của bạn không được tốt cần hết sức lưu ý về phương diện công việc sự nghiệp thì trong năm nay bản mệnh nên giữ nguyên mọi việc như cũ hạn chế thay đổi trong năm gặp vận niên này bạn nên giữ gìn chữ tín với mọi người chọn cách làm ăn chắc chắn không nên tham gia những việc có yếu tố may rủi hạn chế xuất tiền bạc chờ thời cơ trong năm gặp vận niên cẩu cuồng phong bản mệnh có thể gặp được bạn tốt nhưng dễ sinh lòng đố kỵ cẩn thận giữ mình tránh cãi vã tranh chấp cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh like và chia sẻ video này để ủng hộ cho phong thủy bạch dương nhé hẹn gặp lại các bạn trong video sau